Bác sĩ thông báo cháu bé. Xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình Về miền Cửu Long được phát sóng trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Tôi là Nga Quỳnh, rất vui khi được đồng hành với quý vị trong chương trình hôm nay. Mở đầu chương trình sẽ là chuyên mục Cửu Long Du Ký. Thưa quý vị, nhằm cụ thể hóa đề án phát triển cây công nghiệp chủ lực đến năm 2030 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án phát triển cây công nghiệp chủ lực là cây dừa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Hiện tại, diện tích trồng cây dừa trên địa bàn tỉnh Bến Tre khoảng 79.000 hecta, lớn nhất cả nước. Sản lượng thu hoạch trung bình trong mỗi tháng khoảng 60 triệu trái. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 300 triệu đô la Mỹ một năm và hơn 70% người dân có kinh tế liên quan đến cây dừa. Do đó, việc cây dừa được xem là cây công nghiệp chủ lực quốc gia sẽ mang lại vị thế, tầm vóc, ngành dừa Việt Nam nói chung, tỉnh Bến Tre nói riêng được nâng lên tầm cao mới. Bến Tre được xem là thủ phủ dừa của cả nước. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng thí điểm 6 vùng sản xuất dừa tập trung, trong đó 5 vùng sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ và 1 vùng sản xuất dừa uống nước. Sau thời gian xây dựng chuỗi giá trị dừa, đến nay toàn tỉnh có 32 tổ hợp tác và 28 hợp tác xã tham gia liên kết tổ chức sản xuất với sự đồng hành của các doanh nghiệp lớn trong chuỗi sản phẩm dừa. Thưa quý vị, để đề án dừa là cây công nghiệp chủ lực của tỉnh Bến Tre đến năm 2030 được thành công thì chắc chắn quả dừa, nguồn nguyên liệu đầu vào được đảm bảo chất lượng là điều quyết định đúng không ạ? Và ngay bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ một người nông dân tại một vườn dừa của hợp tác xã dừa Thanh Tân thuộc địa bàn của huyện Mỏ Cày Bắc tỉnh Bến Tre và cùng gặp gỡ anh Nguyễn Văn Chiến là chủ vườn dừa ở đây. Thưa anh, dừa chúng ta thì đang thu hoạch một tháng thì mình thu hoạch được mấy lần ạ? Một tháng 10 bữa mới thu hoạch một lần. Dạ. Dạ, một lần như vậy thì mình sẽ thu được khoảng bao nhiêu trái? Cũng tùy theo tháng, tháng nhiều tháng ít, nhưng mà anh lấy cái mức trung bình của cái hàng tháng thôi, thu hoạch khoảng 1,5 thiên đủ đầu rồi. Dạ. Khoảng 1.500 trái. Dạ. Ừ. Vậy thì dừa của mình nó đảm bảo cái canh tác như thế nào để có thể đạt được chuẩn hữu cơ và được thu mua với giá cao hơn thị trường ạ? Bởi vì anh vào cái hợp tác xã Thanh Tân này 22 năm. Yeah. Thì trong cái thời gian anh đi cũng có tập huấn về cái dừa hữu cơ, cho nên anh bán cao hơn cái ngoài thị trường từ 10 đến 15%. Dạ. Yeah. Ừ. Sau khi dừa mình được thu hoạch ở đây thì tiếp theo dừa mình sẽ được chở đi đâu nữa? Thì nói chung ở đây anh bán cho cái công ty á, rồi công ty sẽ chở về cái nơi tiêu thụ á. Dạ. Cho nên anh ở nhà anh bán đây, rồi công ty có người đến tận nhà chở. Yeah. Anh khỏi phải đi đâu hết. Với nguồn nguyên liệu luôn dồi dào và chất lượng tương đối cao, ngành công nghiệp chế biến dừa Bến Tre phát triển nhanh và toàn diện với công nghệ chế biến hiện đại. Các doanh nghiệp chế biến dừa tại Bến Tre đều đầu tư xây dựng chuỗi sản phẩm từ dừa khép kín, đảm bảo sử dụng gần như trọn vẹn thành phần bên trong mỗi quả dừa. Thưa quý vị, quả dừa sau khi qua các công đoạn sơ chế được bóc sạch vỏ như thế này thì sẽ được chuyển tiếp theo vào nhà máy để có thể sản xuất thành những sản phẩm mang chất lượng cao và xuất khẩu như là cơm dừa sấy khô, sữa dừa và nước cốt dừa. Việc áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, ngành công nghiệp chế biến dừa ở Bến Tre đã có bước tiến bộ vượt bậc, đưa ngành dừa nhanh chóng hội nhập với ngành chế biến dừa thế giới. Công nghệ chế biến đổi mới giúp đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao tỷ trọng sản phẩm qua chế biến sâu, tạo ra sản phẩm tinh, có giá trị gia tăng cao, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm. Trong đó, cơm dừa trắng được nghiên cứu sử dụng nhiều nhất trong công nghiệp thực phẩm, dùng để sản xuất dầu dừa, cơm dừa sấy, sữa dừa, nước cốt dừa đóng lon. Thưa quý vị, nguyên liệu dừa sau khi được sơ chế sẽ được đưa vào nhà máy và qua các dây chuyền, các công đoạn sản xuất được kiểm soát quy trình chặt chẽ sẽ tạo nên những sản phẩm nước cốt dừa đóng lon đạt tiêu chuẩn quốc tế để có thể xuất khẩu, và đây là những sản phẩm sẵn sàng để xuất đi nước ngoài. Đề án phát triển cây công nghiệp chủ lực là cây dừa đến năm 2030 của tỉnh Bến Tre là cần thiết vì địa phương có thế mạnh về đất đai khí hậu cho loại cây trồng này. Cây dừa Bến Tre nói riêng và cây dừa của Việt Nam nói chung đang dần khẳng định vị thế và thế mạnh trên thị trường trong nước và thế giới.
nhiều doanh nghiệp lớn đã tham gia cái phát triển công nghiệp chế biến dừa ở Bến Tre. Giờ theo tôi biết thì khoảng chừng 5-6 doanh nghiệp với công suất rất là lớn mà chế biến rất là đa dạng và xuất khẩu gần như là khắp thế giới. Do đó với cái đề án mà cái về cây dừa là cây chủ lực công nghiệp quốc gia, tôi nghĩ là hoàn toàn đúng đắn và hiện nay cái định hướng của chính phủ rất là tốt. Cũng rất là mừng vừa rồi thì Bộ Nông nghiệp phối hợp với các bộ ngành trung ương đã công nhận và đã đưa vào cái cây công nghiệp chủ lực của quốc gia. Thì đây là cái cơ hội rất là tốt với những cái tiềm năng lợi thế mà đối với cây dừa mà Bến Tre đã có. Thì chúng tôi tin tưởng rằng trong thời gian tới thì cây dừa của Bến Tre nói riêng và của cả nước nói chung sẽ có cái cơ hội rất là thuận lợi để vươn xa hơn, phát triển mạnh hơn, khả năng là ngang tầm là vượt hơn so với các nước trong khu vực mà có dừa như là ở Việt Nam chúng ta. Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030, tỉnh Bến Tre duy trì và phát triển ổn định diện tích dừa khoảng 80.000 ha, xây dựng vùng sản xuất tập trung dừa gắn với phát triển chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất tuần hoàn và chế biến sâu các sản phẩm từ dừa, phát triển 5.000 ha dừa hữu cơ, nâng tổng diện tích dừa hữu cơ toàn tỉnh lên 25.000 ha, diện tích dừa được cấp mã số vùng trồng khoảng 6.000 ha, giá trị ngành sản xuất chế biến dừa tăng bình quân từ 15,74% một năm. Kim ngạch xuất khẩu dừa tăng bình quân 14,87% một năm, đạt khoảng 2.000 triệu đô la Mỹ. Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi Về Miền Cửu Long. Chương trình sẽ tiếp tục với những thông tin trong chuyên mục Năng động Cửu Long. Thưa quý vị, Sở Xây dựng Cần Thơ cho biết thành phố đang triển khai kế hoạch xây dựng 9.100 căn hộ nhà ở xã hội nhằm thực hiện đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân, khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 theo quyết định số 338 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, thành phố Cần Thơ được giao chỉ tiêu là 9.100 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2022-2025 là 4.100 căn và giai đoạn 2026-2030 là 5.000 căn. Qua rà soát đến nay, Cần Thơ đã hoàn thành 847 căn nhà ở xã hội cùng với mục tiêu năm 2024 hoàn thành thêm 1.535 căn nhà ở xã hội. Như vậy, đến cuối năm 2024, Cần Thơ sẽ hoàn thành 2.382 căn nhà ở xã hội, đạt hơn 58% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao giai đoạn 2021-2025. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã giao Sở Xây dựng Cần Thơ nghiên cứu triển khai lập đề án phát triển nhà ở xã hội thành phố Cần Thơ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Cụ thể hóa lộ trình thực hiện các chỉ tiêu do Thủ tướng Chính phủ giao về việc phát triển nhà ở xã hội tại thành phố Cần Thơ đến năm 2030 là hoàn thành 9.100 căn nhà ở xã hội. Nguồn cát khoảng 8 triệu mét khối sẽ được hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre hỗ trợ cung cấp phục vụ thi công cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng trong thời gian tới. Theo ban điều hành dự án cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng, đoạn qua thành phố Cần Thơ, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã làm việc với tỉnh Tiền Giang về việc cung ứng cát cho dự án này. Theo đó, tỉnh Tiền Giang cam kết hỗ trợ thành phố Cần Thơ nguồn cát được cung cấp tại các mỏ An Nhơn, huyện Cái Bè, Ngũ Hiệp 1 và Ngũ Hiệp 2, huyện Cai Lậy với tổng trữ lượng hơn 4,7 triệu mét khối. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang cho biết, tỉnh Bến Tre cũng đồng ý cung ứng cát còn thiếu khoảng 3,4 triệu mét khối cho cao tốc đoạn qua tỉnh Hậu Giang. Hiện cơ quan chuyên môn của hai tỉnh đang phối hợp tiến hành các thủ tục khảo sát, đánh giá trữ lượng, chất lượng. Cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng đi qua 4 tỉnh thành An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng và thành phố Cần Thơ với chiều dài hơn 188 km. Dự án có tổng mức đầu tư gần 44.700 tỷ đồng, được khởi công vào tháng 6 năm 2023. Vấn đề nâng cao chất lượng hoạt động tiếp công dân của đại biểu Hội đồng Nhân dân trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân là một trong những nội dung được nhiều đại biểu quan tâm tại hội nghị trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp do Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng ngày hôm nay, ngày 9 tháng 8. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá, thảo luận và đề xuất giải pháp kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động Hội đồng Nhân dân các cấp, trong đó tập trung phân tích làm rõ những hạn chế trong hoạt động giám sát, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị sau giám sát, kết luận các phiên họp, lời hứa qua chất vấn, việc giải quyết các kiến nghị của cử tri.
Đương nhiên đại biểu hội đồng dân thì không thể nắm hết được các vấn đề về chuyên môn mà dân người ta đặt ra thuộc lĩnh vực chuyên môn. Nhưng mà luật cũng đâu có cấm các ông chỉ phải phối hợp với các cơ quan chuyên môn. Mà nếu như các cấp, nhất là cấp cơ sở, cấp huyện, các ông chỉ giải quyết tốt cái này thì nó những cái vụ việc phức tạp để dồn lên cấp trên nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Hội đồng Nhân dân các cấp cần tăng cường hoạt động giám sát, đẩy mạnh công tác đôn đốc, trả lời xử lý các kiến nghị sau giám sát, chấn chỉnh tình trạng né tránh đùn đẩy trách nhiệm trong thực thi công vụ, cần đổi mới công tác tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, mở rộng địa bàn, thành phần tiếp xúc để nâng cao vai trò của Hội đồng Nhân dân, góp phần đổi mới toàn diện thực chất hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp. Chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị, theo thông tin từ Vườn Quốc gia Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp, 6 con sếu đầu đỏ sắp được đưa về từ Thái Lan để nuôi tại vườn, hướng tới mục tiêu thả và nuôi 100 con sếu đến năm 2032. Theo đó, 6 con sếu gồm 3 con trống và 3 con mái được lựa chọn từ 17 con sếu non do Thái Lan chuẩn bị và cách ly kỹ lưỡng. Bầy sếu sinh ra trong năm 2023 đã được xác định giới tính và đeo vòng để theo dõi phá hệ. Trước đó, đề án bảo tồn sếu đầu đỏ tại Vườn Quốc gia Tràm Chim giai đoạn 2022-2032 của tỉnh Đồng Tháp được phê duyệt với kinh phí gần 185 tỷ đồng. Mục tiêu đề án là thả và nuôi 100 con tại vườn, đảm bảo có thể sinh sản và sống quanh năm trong tự nhiên. Để chuẩn bị cho việc tiếp nhận sếu, mực nước trong vườn đã được hạ thấp, các bãi cỏ năng được cải tạo và các khu già lồng quy mô lớn đã được xây dựng. Thưa quý vị, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long hiện có 16 xã và một thị trấn, trong đó có hơn 29.400 trẻ em. Trước đây, tình trạng trẻ bị đuối nước vẫn xảy ra. Để bảo vệ trẻ em an toàn, 17 hồ bơi trên địa bàn huyện được đầu tư tham gia lớp học. Các em sẽ được trang bị những kiến thức phòng chống tai nạn đuối nước, trang bị kỹ năng bơi lội. Từ khi có hồ bơi đến nay, gần 4.100 trẻ em đã được tiếp cận với những lớp học bơi hoàn toàn miễn phí. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng ấm tình Cửu Long ghé thăm một điểm dạy bơi ở trường tiểu học Lưu Văn Liệt. Ở đây thì em chủ yếu là trang bị cho các bé được cái kỹ năng nổi nước và cái tự an toàn giải cứu mình trong môi trường nước và cái kỹ thuật bơi cơ bản. Ở đây là em hướng dẫn cho các bé là bơi sải. Con sợ bị đuối nước, để cho con ẩm tác nổi trên nước, đừng cho đập chân. Con rất vui và hào hứng khi được đi học bơi. Tại vì dạo đây có các bạn chơi chung với con và các thầy dạy con. Thời gian các bạn học bơi thì nói chung là tùy theo cái khả năng của học sinh. Có thể trong thời gian từ 15 đến 20 ngày tùy theo học sinh mình nó nhảy bén. Trong năm học thì giáo viên trường tôi đã tận dụng vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Còn trong thời gian hè này thì một tuần thì các em sẽ học 4 buổi vào thứ Bảy, Chủ nhật và thứ Hai, thứ Ba. Có nhà trường có phát động mà cái môn bơi này nè, phụ huynh ủng hộ dữ lắm, mừng dữ lắm. Bây giờ ở nhà không có điều kiện để đi tập cho nó. Nếu tập xong thì nó nguy hiểm. Như chúng ta đã biết, huyện Tam Bình là cái vùng sông nước đồng bằng sông Cửu Long. Trong thời gian qua thì cái tỷ lệ mà trẻ em bị đuối nước cũng khá cao. Do đó thì lãnh đạo huyện có tập trung để rồi vận động các cái mạnh thường quân, nhà hảo tâm để hỗ trợ kinh phí xây dựng mỗi xã một cái hồ bơi. Thì qua cái thời gian thực hiện đến nay thì coi như cái tỷ lệ mà trẻ em bị đuối nước thì coi như không còn trên địa bàn của huyện Tam Bình.
Chương trình xin phép được khép lại tại đây. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.